có mặt tại các nhà vườn trồng mai tại Nhân Thành 2 và Thanh Liêm thuộc thủ phủ mai vàng An Nhơn, tỉnh Bình Định vào một ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022. Chúng tôi không khỏi bối rối vì hầu hết chủ vườn mai đều than thở, đang đứng ngồi không yên do chưa có khách đặt mua. Lo lắng sợ dịch xí người ta họ ít vào thôi. Năm ngoái thì nó tình hình nó ít dịch thì năm một số họ mua mai lá, năm nay thì chắc là dịch ở Cô Bác nhiều cho nên sĩ có thể là họ vào trễ hơn, là khỏi mình đợi tầm khoảng mùng 10 nó lên thì có thể là khách họ vào họ mua thì cũng chứ, thì mình cũng hơi chưa bán được thì hơi lo. Năm một số năm là một số chủ vườn là họ đã bán được rồi, năm nay là công số thì chưa bán được, đa số thì ít ai bán được hơn. Nhà tôi mà năm nay thì chưa bán được cái nào. Mà lãnh tức là cái đầu tư mai là tiền cao quá mà cái đầu ra không có, tức là chôn vốn do là cái dịch Covid cho nên là cái khách hàng tức là các nơi tức là thương trường họ không đáp ứng được cho nên là họ không đến thì giờ sao tiêu thụ được. So với năm ngoái này là mới cho 2% thì không có mấy nữa. Mà vậy mới gọi là lo lắng đấy, tức là bây giờ cỡ chừng này ha, mà năm ngoái ha, tức là hàng trăm người đi dạo, tức là bây giờ họ đặt hàng rồi nè. Năm nay nói chung là làm mai một năm tới là khô tớ bà con, nhưng mà bây giờ là cuối năm mà giờ là thời tiết ra thứ nhất á là em nói anh là thời tiết canh không được, dịch bệnh rồi đây kéo dài đại làng dưới các tỉnh là nó đâu có vô đâu, mọi năm là tới giờ là đã để vô rồi mà nay là tới giờ là chưa vô nên bà con la lắm chứ. Nói là cỡ dài là đã đi tấp nập rồi, kẹt xe rồi á, nhưng mà năm nay là tới bây giờ này là thấy không có ai đi mua hết. Chưa, nhà em cũng nói chung là chưa bán được cây nào luôn. Ai cũng vậy, giờ lo lắng không biết bán họ có đi mua hay không, bán được hay không nữa chứ. Buồn lo nữa, sợ cái năm bán không được, ai cũng lo hết. Theo các nhà vườn, đúng quy trình như hàng chục năm về trước, thì họ chỉ việc trồng mai đến gần Tết khoảng mùng 10 âm lịch trở đi. Thương lái, bạn hàng từ các nơi ghé vào, chọn lô rồi đặt cọc sẵn. Sau đó tự thương lái đưa xe đến chở đi. Nhà vườn không phải lo khâu bán lẻ. Tuy nhiên, năm nay mọi việc khác hoàn toàn. Khách ở vụ Phan Rang, Phan Thiết họ ở vô đây họ mua. Nếu có thở thì mình thở ra Đà Nẵng đấu lô mình bán. Có năm ngoái tôi có ra rồi Đà Nẵng một lần rồi. Ra số bác chứ mà nay chưa tới. Hầu kia ở chú ý rồi mình bác vô rồi. Giá cả này nó coi thấy được rồi nó mua rồi. Năm nay này chưa tới động giờ rồi. Ít hết. Làm một cái mai lên thì cả năm coi như bỏ công chứ sao, nhưng mà tôi biết sao chịu. Nếu khoảng vài ngày nữa thương lái không đến mua, các nhà vườn tại làng mai An Nhơn cho biết họ phải chọn phương án chuyển mai ra Đà Nẵng bán hoặc bán lẻ tại địa phương để mong kiếm được chút tiền vốn trả ngân hàng. Nhà bán Đà Nẵng thì cũng tương đối anh, hiện tại thì rất là ít, chưa có ai hỏi mua hết. Nên là mỗi ngày có một số người hỏi bà hàng cũ họ vô họ cũng mua rồi, họ đặt cọc rồi, họ chở mai. Cũng biết nữa, tình hình dịch bệnh một số nơi có thể là bãi bến họ chưa có được, cho nên chưa đến được. Chỉ cầu cho thị trường dịch bệnh ổn thôi, biết đâu được. Thì bây giờ thì vườn của mình hàng ngàn cái mai thì vẫn cứ nuôi lại một ngàn cái mai. Tức là mình chấp nhận lỗ là lỗ cái tiền đầu tư vào một năm 100 triệu ví dụ vậy. Thì có tiền mà chuyển lên chuyển xuống, mình phải lỗ tiền chuyển lên chuyển xuống nữa nè. 10.000 chậu lên 10.000 xuống 10.000 chậu. Không cách nào xử lý, không có người mua là chịu chết rồi. Hồng chú rồi bán tại đây, tức là từ ruộng đem lên đây, tức là bán này. Hồng chú không đi bán lô, bán lô các nào đâu không có. Cũng nói chung là hơi mừ, hơi vặn một và hai à anh à. Nó ít lắm tự gì giờ dịch bệnh này giờ sợ. Từ chớ đầu tư cái mai tiền không à. Nó bán không được là thôi chớ như vậy. Tiêu anh là ở làng mai là ai cũng làm là đầu tư cái mai lên là ai cũng phải vay hết á. Rồi cuối năm mình bán được mới có tiền cả. Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn cho truyền thông biết, địa phương cũng đang vận động người dân đưa mai lên một số vị trí trống để tạo điều kiện thuận lợi buôn bán. Ngoài ra, ông cũng khuyến khích người trồng dùng mạng xã hội để kết nối bán mai cho các thị trường khác. Nói về chất lượng mai năm nay, các nhà vườn cho biết không có gì sụt giảm so với mọi năm. Tuy nhiên, nếu phải giảm giá vì không bán được, họ sẽ chấp nhận giảm nhưng sẽ không giảm nhiều. Nên chất lượng thì cũng vẫn như mọi năm anh, nếu thị trường nó đi giảm thì mình cũng phải chấp nhận giảm chứ. Tùy theo mai bao nhiêu túi là tùy theo chủ, ví dụ cây mai năm 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 tư thì thường dao động,
giảm khoảng 50.000 một cây, gọi là giảm drop rồi. Thực ra thì đầu tư công với thuốc nó bật lên chứ đâu có giảm được đâu. Mai lúc nào cũng đẹp, không dám bán đổ đâu. Cứ ai mua mà cứ mà có cứ mà cũng dám bán. Chứ còn thấp quá thì cũng ai bán được. Thấp nhận, chấp nhận vớ đỡ xong này.